Tuấn Anh và Thư Kiều xin kính chào quý bà con nông dân. Mời bà con xem bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang mỗi sáng hàng ngày. Sau đây là thông tin nổi bật trong bản tin hôm nay, mời bà con điểm qua cùng chúng tôi. Sau bão số 12, giá cá tầm rẻ chỉ bằng 1/4 so với ngày thường, người nuôi cá tầm ở Đà Lạt lao đao. Bến Tre, nông dân trúng vé tôm, bà con yên tâm đón Tết. Hậu Giang sắp xuống giống vụ lúa đông xuân 2017-2018. Ngành nông nghiệp tích cực kêu gọi doanh nghiệp bao tiêu lúa cho nông dân. Nông nghiệp trên đường phát triển, New Zealand hỗ trợ Việt Nam phát triển thanh long. Thưa bà con, cá tầm là một loài cá được xem là đặc sản của Đà Lạt, mang về giá trị kinh tế rất là cao cho người nuôi. Nhưng hiện nay, một số bà con ở đây đang rao bán cá này với giá chỉ khoảng 40.000 đồng một ký. Giá này chỉ bằng 1/4 so với giá ngày thường ở nhiều địa điểm trong thành phố. Sở dĩ mà giá này nó lại rẻ như vậy là do toàn bộ số cá này đều đã bị chết do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong đợt bão vừa qua. Ghi nhận nhanh tại thị trường cá tầm tại thành phố Đà Lạt. Bà con mang cá ra các điểm bán giả chiến trong thành phố Đà Lạt để bán. Hàng trăm ký cá tầm mới chết. Một người nuôi cho biết rao bán với giá 40.000 đồng một ký. Nếu mua nguyên con trên 3 ký thì giá 100.000 đồng. Hiện giá cá tầm tươi ngày thường trên dưới 200.000 đồng một ký. Cá tầm mới chết còn tươi giá cũng tầm 100 đến 120.000 đồng một ký. Do cá tầm chỉ sống được ở nguồn nước sạch nên khi nước lũ kéo về làm đục nguồn nước nên cá tầm chết rất nhiều. Một số bị thất thoát ra ngoài nên người dân đánh bắt đem đi bán. Theo thống kê từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cơn bão số 12 đổ bộ vào Lâm Đồng đã làm khoảng 10 tấn cá tầm và một dự án nuôi cá nước lạnh bị thiệt hại do nước lũ tràn về làm cá tầm chết hoặc thất thoát ra các sông suối. Song hành với cá tra, giá tôm nguyên liệu tại các vùng nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng liên tục những tháng cuối năm do nhu cầu chế biến phục vụ thị trường Tết 2018 và xuất khẩu cũng đều tăng. Cùng chung niềm vui trúng giá tôm thì bà con các huyện thành phố Ba Tri và Bình Đại, tỉnh Bến Tre rất là phấn khởi thu hoạch tôm bán tích góp tiền đón Tết. Có thể nói năm nay bà con đã vui Tết sớm hơn mọi năm. So với tháng trước, giá tôm đã tăng khoảng 5.000 đồng một ký. Cụ thể tôm sú nuôi quảng canh loại 30 con một ký giá 230.000 đồng một ký. Loại 40 con một ký giá trên 190.000 đồng một ký. Tôm thẻ loại từ 50 đến 60 con một ký giá từ 125 đến 135.000 đồng một ký. Loại từ 100 con một ký giá thấp nhất là 110.000 đồng một ký. Tổng diện tích nuôi tôm toàn tỉnh là 36.000 ha, sản lượng bình quân hàng năm trên 50.000 tấn tôm nguyên liệu. Đặc biệt, trong năm 2017, nhiều hộ người dân, doanh nghiệp đầu tư khoa học kỹ thuật cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Dự kiến thời gian tới, sản lượng tôm biển sẽ tăng mạnh. Tại các huyện biển, ngoài các mô hình nuôi tôm thăm canh và bán thăm canh truyền thống, hiện các mô hình luân canh tôm kết hợp với lúa, tôm rừng đều thuận lợi. Còn dưa hấu thì lại được trồng quanh năm. Tuy nhiên giá bán thường bấp bênh vì phụ thuộc nhiều vào nguồn cung và nhu cầu thị trường. Như lúc này thì nhà vườn trồng dưa hấu ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang trúng giá dưa. Và hiện nông dân trồng dưa hấu tại huyện Lấp Vò đang phấn khởi. Ban biên tập cũng đã tổng hợp nhanh tình hình sản xuất của bà con trồng dưa. Giá dưa hấu dài loại 1 8.000 đến 9.000 đồng một ký, tăng khoảng 2.000 đồng so với tháng trước. Theo nhiều hộ trồng dưa hấu, những tháng đầu năm, dưa hấu rớt giá khiến cho nông dân gặp khó khăn. Thời gian gần đây, giá dưa hấu đột nhiên tăng trở lại. Nguyên nhân khiến cho giá dưa tăng trở lại, một phần là do nhiều diện tích đã thu hoạch xong trong vụ thu đông. Chỉ còn số ít diện tích trồng trễ đang cho thu hoạch, cung không đủ cầu, thương lái tìm mua để đưa ra thị trường các tỉnh miền Đông và phía Bắc. Hiện nay một số ruộng xuống giống chuẩn bị dưa Tết. Không chống mặn mà xem đó là cơ hội. Không bám vào an ninh lương thực để trồng lúa bằng mọi giá, rồi xuất khẩu với giá rẻ, giảm lúa để nông dân bớt nghèo. Đây là những quan điểm mới, mạnh mẽ đã được lãnh đạo chính phủ, các chuyên gia đưa ra tại hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu với tầm nhìn tới năm 2100, tổ chức ở Cần Thơ vừa qua. Vậy nên hiện nay các địa phương khuyến khích bà con chuyển đổi lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, cây ăn trái hay là nuôi tôm tùy điều kiện dùng. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định về quy định mức hỗ trợ giống bắp. Theo đó, đối tượng áp dụng là các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp các vụ sản xuất trong năm cho đến hết vụ đông xuân 2018-2019. Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sẽ được hỗ trợ giống bắp để chuyển đổi trồng trên đất lúa là 3 triệu đồng một hectare. Trong đó, trên cùng diện tích chuyển đổi chỉ được hỗ trợ một lần,
diện tích dự kiến chuyển đổi đến vụ đông xuân 2018-2019 là 5.100 ha. Tổng kinh phí thực hiện là 15 tỷ 300 triệu đồng, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Thời gian gần đây, trước tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập diễn ra gay gắt ở đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia nông nghiệp và các nhà khoa học khuyến cáo những vùng không thuận lợi, nông dân không nên trồng lúa 3 vụ trên 1 năm mà chuyển đổi sang trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa bà con, Hậu Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị bước vào vụ lúa đông xuân 2017-2018, vụ lúa trúng nhất trong năm. Theo lịch thời vụ thì cuối tháng 11 này là nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu xuống giống, dự kiến gieo xạ là 79.000 ha. Để vụ lúa chính trong năm đạt thắng lợi trên các mặt, nhất là vấn đề đầu ra sản phẩm, ngành chức năng của tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều công việc trọng tâm. Nhờ việc tích cực mời gọi doanh nghiệp ngay đầu vụ xuống giống, nên số lượng doanh nghiệp đến hợp đồng bao tiêu lúa cho nông dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Điển hình là từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8 doanh nghiệp đến bao tiêu hơn 9.258 ha lúa cho bà con, tập trung ở cánh đồng lớn. Riêng vụ đông xuân chuẩn bị xuống giống thì đang có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Đây là thông tin bài viết tìm đầu ra cho vụ lúa đông xuân trên báo Hậu Giang. Hiện nhiều doanh nghiệp thông tin rằng những tháng đầu năm 2018, thị trường xuất khẩu gạo sẽ có tín hiệu tích cực khi đồng loạt nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á mở cửa nhập khẩu gạo, trong đó mạnh nhất vẫn là thị trường Trung Quốc. Về nhu cầu gạo thì ngoài giống lúa OM5451, các nước nhập khẩu gạo còn ưu tiên nhập giống OM4900, RVT, Z85. Bên cạnh đó, nông dân cũng cần chú ý đến việc sản xuất lúa theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là không để dư hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu như tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp, thì vùng Phụng Hiệp, Hậu Giang, bà con được khuyến khích là trồng mãng cầu sim để thích ứng với hạn và nước mặn xâm nhập. Một điều hết sức là phấn khởi cho bà con trồng trái mãng cầu sim là đã có công ty bao tiêu đầu ra sản phẩm, nên bà con nông dân vô cùng vui mừng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh đã ký hợp đồng bao tiêu thu mua mãng cầu sim cho các xã viên của hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp với giá 15.000 đồng một ký loại 1, 9.000 đồng một ký loại 2. Sản lượng bao tiêu bước đầu khoảng 250 tấn. Theo thống kê, hợp tác xã mãng cầu sim Hòa Mỹ hiện có khoảng 78 ha với 90 hộ tham gia. Diện tích đang cho trái khoảng 41 ha, tổng sản lượng hàng năm khoảng 1.200 tấn. Tuy nhiên, bước đầu chỉ có khoảng 27 hộ đồng ý bán cho công ty theo hình thức hợp đồng bao tiêu với sản lượng khoảng 250 tấn. Năm nay, do ảnh hưởng của nước nổi về lớn và sớm hơn, nên sản lượng mãng cầu của hợp tác xã đã giảm khoảng 15%. Mặt khác, do đây là lần hợp tác đầu tiên, nên bước đầu hợp tác xã chỉ ký kết với công ty một phần sản lượng. Nếu quá trình hợp tác có lợi cho đôi bên, sẽ tiếp tục ký thêm hợp đồng cung ứng mãng cầu sim cho công ty. Để hỗ trợ bà con trong vùng chuyển đổi mãng cầu sim, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo địa phương tính toán đảm bảo điều kiện sản xuất, đồng thời tìm kiếm quỹ đất xây dựng kho bãi, vận chuyển mãng cầu sim cho bà con nơi đây. Bà con nuôi tôm hùm các tỉnh miền Trung năm nay khó đủ bề khi mà hết dịch bệnh lại đến bão lũ. Nhiều người dân ở tỉnh Phú Yên cho rằng với tổn thất nặng nề từ cơn bão số 12 như vậy thì chỉ có nuôi tôm hùm trở lại mới có thể lấy lại những gì đã mất. Nhưng mà tiếp tục nuôi tôm hùm thì liệu có dễ dàng khi mà nhiều gia đình đã trắng tay sau bão? Chúng ta đều biết tôm hùm là thủy sản có giá trị kinh tế cao, có thể coi là đặc sản vùng biển nước ta để thu hút khách du lịch. Cho nên là để duy trì và phát triển trở lại thủy sản này thì vấn đề vốn đang được đặt ra cấp thiết. Bà con cần có sự hỗ trợ vốn từ chính phủ. Ghi nhận của đồng nghiệp chúng tôi tại tỉnh Phú Yên. Mời bà con theo dõi. Phú Yên, Khánh Hòa là những tỉnh nuôi tôm hùm lớn nhất nước. Rất có thể những tháng tới, nhiều gia đình ở làng Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên sẽ phải chạy ăn từng bữa. Thu nhập chính của cả làng là từ những lồng tôm hùm, nhưng những lồng nuôi tôm hùm giờ chỉ còn là những mớ hỗn độn và biến dạng. Tôm hùm lớn nhỏ bên trong lồng nuôi bị thất thoát nặng. Đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là thủ phủ của nghề nuôi tôm hùm cả nước. Hơn 100 bè, hơn 3.400 lồng nuôi tôm hùm đã bị sóng to, gió mạnh đánh dở trong trận bão số 12. Gần 800.000 con tôm bị thiệt hại. Ở những địa phương nuôi tôm hùm như làng Vịnh Hòa, lâu nay có tiếng là trù phú, nhưng làng tôm hùm sau bão bỗng trở thành làng nghèo. Khả năng huy động vốn để đầu tư nuôi tôm hùm gần như là không thể. Người làng trông chờ vào những khoản tiền dây. Nhưng băn khoăn của những người nuôi tôm hùm là liệu họ có được dây mới để nuôi tôm hùm hay không, khi mà nợ cũ chắc chắn là không trả được. Sau khi bị mất trắng do bão, nếu không dây được vốn,
những gia đình này không thể quay trở lại nghề nuôi tôm hùm, công việc gắn chặt với cuộc sống của họ. Và như vậy, người nuôi tôm hùm cũng không thể có khả năng trả những khoản nợ đang đè nặng cuộc sống của họ sau bão. Thưa bà con nông dân, tuy thanh long nước ta đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, nước ta cũng là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới với kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái đạt gần 900 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên thì hàng ngày chúng ta vẫn luôn nâng cao chất lượng trái thanh long để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Một thông tin vui là sắp tới đây, các chuyên gia đến từ New Zealand sẽ hướng dẫn cho người nông dân Việt Nam kỹ năng trồng các giống thanh long mới. Đây là một trong những nội dung được chính phủ New Zealand công bố trong giai đoạn 2 dự án hỗ trợ Việt Nam phát triển giống cây ăn quả mới chất lượng cao. Giai đoạn 1 của dự án đã giúp Việt Nam phát triển 20 giống thanh long mới, tiềm năng và đào tạo cho nông dân Việt Nam các mô hình trồng thanh long mang lại năng suất gấp đôi, cũng như chia sẻ các công nghệ bảo quản giúp giảm thiểu quả hỏng và hạn chế sử dụng hóa chất. Việc mở rộng dự án lần này nâng tổng số tiền New Zealand hỗ trợ cho nông dân Việt Nam lên 5 triệu 600 ngàn đô la Mỹ. Làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hiện đại thời 4.0 thì nông dân sẽ cần sự hỗ trợ của rất là nhiều cái máy móc hiện đại. Những chiếc máy này sẽ thay thế lao động chân tay, từ đó năng suất làm việc sẽ cao hơn. Thưa Kiều và Tuấn Anh, mời bà con theo dõi một vài hình ảnh làm việc của những chiếc máy hữu ích trong nông nghiệp hiện nay, được nông dân các nước phát triển áp dụng rất hiệu quả. Đến đây bản tin Kinh tế Nông nghiệp cũng đã hết. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt bà con. Chúc bà con nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai.